Rồi chúng ta mở chương 5 đây nhỉ. Chương 5 rất dài. Và rất khó. Chương này là chương mất điểm của các bạn. Chương này thì cả cái chương này sau đó lên nó sẽ trình bày về một quyển ấn văn dành cho test manager, bởi vì đây là tất cả các hoạt động liên quan đến manager và lý test, nó sẽ triển khai phát triển lên thành cái ấn văn để thi cho test manager. Nó khó ở chỗ là do các bạn ít tiếp xúc với nó, thế là lạ và nó khó. Thứ hai nữa là trong thì chúng ta cứ tưởng các cái khái niệm nó giống của chương một, nhưng thực ra thì câu hỏi lại khác hẳn. Nó có rất nhiều các cái ngóc ngách các bạn phải để ý chi tiết ở đây. Đấy nhá, nên là cái chương 4 bài tập thì không phải làm nhiều lắm đâu. Vừa phải ơi, làm ví dụ đề nào nó có 1-2 câu chúng ta làm. Còn lại chúng ta phải tập trung vào cả phần lý thuyết. Viết lại tài liệu tóm tắt ra. Viết tài liệu tóm tắt thuộc lý thuyết. Chương 5. Các hoạt động liên quan đến test management thì đầu tiên là chúng ta có các cái mức độ độc lập của test. Độc lập của test thì chúng ta có chương 1 rồi đúng không, là mức độ thấp nhất là bởi tác giả đúng không ạ. Sau đó là một test team, hay còn gọi là development, tức là có cả tester và developer ngồi cùng với nhau và test cùng. Rồi là một test team độc lập đúng không ạ, rời xa khỏi đội dự án và trao đổi trực tiếp với khách hàng, nó sẽ độc lập hơn, báo cáo lên quản trị dự án. Đội cuối cùng là đội một đội từ bên ngoài, có thể là một team test của cả tổ chức hoặc là một cái agency mà chúng ta thuê về từ bên ngoài, người ta có cái khả năng chuyên biệt về test, thì đấy được gọi là mức độ cao nhất. Thế thì cái câu chuyện của nó chỉ là gì? Phần 5.1 không cần phải nhắc lại cái đấy nữa. Cái câu chuyện của nó bây giờ là benefit và disadvantage là gì? Benefit lợi ích của nó là gì và disadvantage tức là những cái nhược điểm của nó là gì. Trong cái lợi ích của nó thì có hai cái lợi ích. Một là chúng ta biết rồi, là tìm ra những cái lỗi mà hiệu quả hơn. Thì lỗi như tôi là biết cái cách khác để các bạn hiểu và làm được. Đó là nó sẽ nhìn ra những cái khác, những cái different và những cái unguessed, những cái không quen thuộc, đúng không ạ? Chemistry other, có thể nhìn ra những cái khác, càng độc lập thì càng nhìn ra những cái khác, những cái different effect, và người ta gọi là unbiased, tức là không quen thuộc, unbiased, không quen thuộc. Càng những người độc lập thì càng giúp cho chúng ta tìm được những cái, vì chúng ta quen thuộc quá, chúng ta không nhận ra, không nhận ra. Và thứ hai là chúng ta sẽ verify được các cái gì? BS ở đây này. Ăn BS được chưa? BIND. Verify được các cái giả định. Giả định này là đội dự án hết thường xảy ra khi mà họ phát triển, đúng không? Đưa ra giải pháp cho dự án. Thì chúng ta sẽ phải kiểm tra xem giả định này có đúng không, phù hợp với khách hàng không. Thế còn một trong những nhược điểm của độc lập đấy là gì? Đấy là cô lập khỏi đội dự án, isolation from dev team, viết tắt. Cô lập khỏi đội dự án có nghĩa là tất cả mọi việc bạn phải chuẩn bị lại từ đầu, bạn phải tốn thời gian hơn. Dù như một đội dự án mình có phải cài đặt môi trường không? Nhưng giờ sang đây là phải làm hết, đúng không? Rồi là những cái liên quan gần đến đội dự án thì các bạn hỏi khách hàng rồi mình cần sao? Không cần phải hỏi lại nữa, nhưng sang đây bây giờ là nào? Hỏi lại từ đầu. Tất cả mọi thứ đều làm lại từ đầu ấy, được chưa? Thì nó sẽ tốn thời gian hơn để thực hiện. Nhưng mà tốn hơn thì nó mới đảm bảo được việc chúng ta hiểu rõ khách hàng hơn, đúng không? Chứ chúng ta lại hiểu từ đội dự án là chúng ta sẽ không biết được họ lỗi hay không, họ có đưa ra giả định hay đấy là ý của khách hàng, đúng không? Thì cái cô lập của đội dự án ý nghĩa là tất cả mọi việc các bạn đều phải làm lại từ đầu, tất cả từ môi trường, từ verify, liên quan đến khách hàng. Hai
là lập trình viên mất đi cái xem về chất lượng developer loop. Then the responsibility. Quality mất cái trách nhiệm về chất lượng. Tại sao mất? Bởi vì là có đội đằng sau test rồi nên là cũng không cần phải test kỹ lắm, đúng không ạ? Vậy mấy ông mà lập trình viên ở trong cái đội outsource ấy, là cứ sửa xong code là quẳng thẳng lên cho tester. Có ông nào thực hiện test kỹ lắm không ạ? Không, thậm chí ông ấy chỉ nhập đúng cái cây đúng, đúng không ạ? Chạy xong cái là lần đó đưa cho tester test thì người ta gọi là mất đi cái trách nhiệm về chất lượng. Còn như không phải cô tắt thì game lên ạ, ông ấy phải vừa làm vừa bốc với test ấy, ông không còn ai để test cho nữa. Thì bây giờ test mà ra thị trường mà không có ai dùng nữa, ông ấy thất bại, đúng chưa? Thế nên ông phải bốc, ông phải test rất là kỹ, ông phải tự làm. Tại sao các bạn thấy thì chưa tự làm được một cái anh bảo em ạ, anh từ bên nào rồi anh sang cô tắt anh thấy nó khác hẳn. Test vào ao chuột nó cứ sửa xong vài dòng nó quảng thẳng như từ kia test thích test kiểu gì test như một đồ chơi. Nếu lúc tự cảm giác cực cực các bạn muốn lên đến nó test hộ mình mà làm sao cứ để mặc lên, đúng không ạ? Sửa vài dòng xong rồi đi bồi uống trà đá. Nhưng sang đây là cô bác khác phải, mày không làm, không test, không tự test sản phẩm không lên, không còn ai test nữa. Mà bây giờ là sản phẩm tự kinh doanh, mất tiền là bị trừ hết là tiền lương phạt, tiền lương thưởng đấy ạ. Thế là phải tự muốn test và không có test đâu. Hồng không có test đâu thì nó khác hẳn với cái trách nhiệm như vậy, là gọi là mất đi cái trách nhiệm về chất lượng. Ba là tester độc lập thì có thể bị coi như là bottleneck, gây delay trong release, maybe seen bị coi nhá, maybe seen her bottleneck as. Có từ nách là cái nút thoát thắt cổ chai đó ạ. Có từ nách, đúng không ạ? Nút thắt cổ chai và cái claim là cái thắt chậm trễ. Thì có từ nách thì hiểu là làm sao? Là phải chờ lỗi test. Thì khi mà các bạn, cái trường hợp này nó chỉ xảy ra khi chúng ta đưa họ vào quá muộn thôi. Chúng đưa vào sớm thì chả vấn đề gì. Các bạn nhớ rằng là gì? Nếu như mà trước đó không test, đến tận đây mà test bây giờ sản phẩm sang cho tester thì đương nhiên tester người ta tìm ra nhiều lỗi rồi, đúng không ạ? Còn trước đấy thì có ai tìm lỗi? Thế bây giờ họ tìm ra lỗi thì phải sửa. Quá trình sửa thì người ta lại phải retest lại, rồi lại phải retest test rất là nhiều, thì nó phải ngồi chờ nên nó sẽ bị delay về sản phẩm. Còn nếu như chúng ta đưa được cái test team này vào sớm hơn thì làm sao? Thì người ta đã test hết từ đầu, từ review requirement design, đúng không ạ? Và lỗi nó sẽ không bị đẩy về sau quá nhiều, thì nó không bị bottleneck. Nhưng thông thường thì các bạn thấy liên quan đến chi phí, nên là các cái đội test team toàn vào muộn rồi, xong sản phẩm rồi bắt đầu mới đưa tester test, đúng chưa? Mới đưa gọi tester vào test. Thế nên nó mới gây ra bottleneck. Phần thứ hai của cái phần này là test staff của test leader và tester, tức là phân biệt giữa leader với cả tester. Thì ở phần này chúng ta có rằng là gì, leader còn được gọi là manager hoặc là coordinator. Ba cái tên này giống hệt nhau. Trừ khi dự án nào lớn á, rất lớn á, thì người ta mới tách ra leader và test manager riêng. Còn không thì chúng ta hiểu leader với manager là một. Bây giờ phần này của các bạn, nhiệm vụ của các bạn là phải làm nào phân biệt giữa test leader và tester trong cái đống nhiều chữ này. Nó không có giá trị về kiến thức lắm, nó chỉ có cái giá trị nhận thức nghiên đạo hơn. Nên tôi sẽ sử dụng thêm cái tài liệu tóm tắt để giúp cho các bạn về học ở trong này nhá. Tôi đã viết tài liệu tóm tắt rồi ạ. Hôm nay bắt đầu sử dụng đến rồi. Thứ năm này. Câu hỏi của chỗ này trông thế mà hai câu á. Task của leader là gì? Task của tester là gì? Để tôi mở tài liệu tóm tắt. Đây, có bạn nào bây giờ còn chưa dùng cái tài liệu này không? Tóm tắt này là mình mới tóm tắt qua cho các bạn thôi, còn việc còn lại là về các bạn tự phải tạo ra tóm tắt cho mình, đúng chưa? Mình ghi chép những cái gì thì mình phải tự tạo ra tóm tắt.
những cái mà mình đã xây dựng tóm tắt nhưng là khá lâu rồi, về sau này dạy tạo ra bảng biểu và nhiều thứ khác nên là nó dễ hiểu hơn thì các bạn tự tạo những tài liệu tóm tắt. Nói chung tài liệu này được dùng bắt đầu từ chương 5 trở đi. Task của leader và dancer thì nó như thế này, tôi trình bày xong rồi, về các bạn làm chi tiết vào trong bài thơ thì không biết chi tiết ở đây nhá. Kỳ quá rồi. Để phân biệt được task của leader với tester, các bạn phải chạy phân biệt theo quy trình đấy. Đó, chạy theo quy trình đấy. Thì chúng ta sẽ có là gì? Cô xem nha. Test leader, tester. Rồi. Đây là planning. Lập kế hoạch test. Lập kế hoạch là xác định phạm vi test, mục tiêu test, tạo ra tài liệu test, tạo chiến lược test, đúng chuẩn kiến thức chưa một chọn. Chỗ đấy là học lại thôi. Rồi là coordinate, điều phối các hoạt động test với các hoạt động của dự án, xác định metric, rồi là cái phần lập kế trình test. Ai làm? Leader làm hết đúng không? Như vậy là leader làm chính, main. Tôi ghi main ở đây là ông này làm, đó là ông có plan cho test, coordinate, coordinate, điều phối đúng không ạ? Điều phối test. Thế còn tester? Tester thì chỉ review và contribute của test plan thôi. Contribute có nghĩa là phần công việc họ giao cho mình ấy, mình mà không hoàn thành được hoặc là mình không kịp thì mình phải nói lại họ thôi, đúng không ạ? Là họ yêu cầu sửa lại mà em không phản hồi lại, người ta gọi feedback phản hồi ấy. Contribute là để cho cái kế hoạch nó đúng hơn, phù hợp hơn. Review test, plan, contribute. Ok chưa? Như vậy là planning là chủ yếu ông ngoài làm đúng không ạ? Thêm một chữ design cho các bạn, tại vì là nó rất hay gắn với cái từ design là quyết định, quyết định dùng tool nào này, quyết định dùng template nào, dùng cái gì đấy thì tất cả ông này đều ra quyết định cả. Hai, monitoring. Ai làm chủ yếu? Leader làm chủ yếu đúng không ạ? Leader cũng sẽ làm chủ yếu, nhưng có một việc này là tester sẽ sử dụng các tool, người ta gọi là test management tool, mấy cái tool để defect với quản lý task ấy, các bạn phải log kết quả và log effort vào một cách đầy đủ ấy, thì người ta gọi là sử dụng tool đúng chưa ạ? Như vậy là chúng ta sẽ sử dụng tool test management, rồi những cái công cụ nào mà công ty yêu cầu ấy, thì chúng ta sử dụng để cung cấp dữ liệu cho cô này. Đó. Còn cái cô này là cô ấy thì phải làm sao? So sánh hoạt động test đúng không ạ? So sánh, compare, actual, VS với cả plan, report và đưa ra hành động đúng không các bạn? Trong đó người ta có cái adapt test plan, tức là gì? Điều chỉnh lại kế hoạch test, cái corrective action ấy, điều chỉnh test này, rồi re-priority nhiều lắm các bạn. Tôi chỉ ví dụ ra thôi để cho các bạn hiểu rằng cái phần monitoring này chúng ta có việc mà so sánh actual với plan, so sánh mấy cái metric ấy, đúng không ạ? Dữ liệu thì bên kia tester cung cấp, nhưng giờ phải so sánh cái cô này là lập báo cáo test, report test. Adapt test plan gọi là chỉnh sửa, điều chỉnh test plan theo cái tiến độ của công việc, đúng không ạ? Chỉnh sửa lại và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của test. Cái này là cẩn thận nhá, không nhầm với cả sắp xếp thứ tự của test cây đâu nhá. Test cây của các bạn nó rất là nhỏ, còn thứ tự ưu tiên ở đây là test cái gì trước, cái gì sau ấy. Test tính năng này hay không test nữa vì không có thời gian á, được chưa? Thì người ta gọi là re-priority, sắp xếp ưu tiên. Priority hoặc là priority được ưu tiên cho test. Tiếp.
trong cái công việc cụ thể nó sẽ chạy ở dưới này. Mình chỉ muốn các bạn hiểu cái này đã. Tiếp này, phần tiếp theo là analysis design implement and execution. Bốn cái thằng này làm hơn một analysis design implement và execute. Giai đoạn này ai là chủ yếu các bạn? Editor, đúng không? Editor sẽ là người chủ yếu thực hiện cái này. Đây là hoạt động main của editor. Main editor thì nó gồm có, tôi sẽ phải viết một số cái lưu ý các bạn nhé. Chưa hay chữ này lỗi. Một là nó có cái phân tích test basic và đánh giá khả năng test của test basic ấy. Đây là khả năng đấy không có gì cao siêu đâu. Đấy là đọc rất kỹ để requirement, đúng không ạ? Tại Q&A được cái nào nó không test được thì phải làm đó. Báo khách hàng thì người ta gọi là đánh giá khả năng test. Như vậy là review test basic. Eva viết test ability. Nhiều bạn đọc cái từ evaluate để nghe nó cứ cao sang kiểu gì, không có cái gì cả đâu. Ngày nào cũng phải ngồi làm, đúng không? Design ai làm? Cô này làm, đúng không? Môi trường conflict, đúng không? Conflict environment. Automation ai làm? Cô này đúng. Automation duty, trách nhiệm của cô này là automation. Excel và lớp kết quả là cô này làm. Toàn bộ làm rồi. Bây giờ còn một việc nữa này. Sử dụng cái performance tool. Không ai? Performance. Cô này đúng không ạ? Cô này làm hết. Còn một cái việc đó là review test bởi người khác. Hay là review là test đi, và người khác biết được người khác. Tester là nào của chuyên gia có nói với các bạn người review cho các bạn nhiều nhất là đồng nghiệp, phải leader không? Đúng không? Review test by other. Cô này là ấy là lý do tôi biết cô đóng nát các bạn thế này, vì là giữa chúng ta nhầm về đâu. Không có cái đấy đâu. Giờ này kêu test bởi Tha Giờ nha. Còn bên này, cô chỉ làm gì? Cô ấy chỉ khởi tạo thôi. Initial các cái hoạt động liên quan đến khởi tạo không? Nói chung là khởi tạo. Khởi tạo tài liệu đặc tạo. Design và executive. Tại sao khởi tạo? Vì là cô ấy phải khởi tạo để truyền lại cho người khác làm. Cô phải làm trước, làm ví dụ thôi, một vài phần nhỏ nhỏ thôi, sau đó hướng dẫn người khác làm theo. Đấy mới là việc của cô ấy, chứ cô không phải làm hết được. Đúng chưa? Nên cái gì cô chỉ khởi tạo thích hợp. Còn lại, cô phải thiết lập cái công cụ quản lý cấu hình, setup. Cái công cụ này quan trọng là configuration management. Ôi phải tự chỉnh sửa kế hoạch, write báo cáo, design, vẫn là design priority test. Quyết định và thực hiện các cái ưu tiên cho test, đúng chưa? Viết báo cáo rồi là các cái thứ khác nó nằm trong reporter. Đấy thì đó là cái công việc chính mà chúng ta sẽ thấy. Còn nốt đằng sau cũng không có gì nhiều đâu. Vừa chúng select tool, các thầy bạn select. Các bạn lại lựa chọn tài liệu, đúng không? Select tool rồi là chọn cái matrix gì đó. Thì chúng ta sẽ thấy là viết như thế này các bạn sẽ dễ hiểu hơn là việc các bạn làm giáo.
chia nhỏ ra ta, chia nhỏ ra đọc cái từng tự từ trên xuống dưới không hiểu gì cả. Thì đấy là cái cách chúng ta sử dụng tài liệu tóm tắt nhá. Đúng không? Tôi viết thế kia thì cái gì tôi cần lưu ý thì tôi viết thôi. Còn lại các bạn vẫn phải đọc task công việc ở trên này. Đúng không? Đó, đấy là một cái đoạn mà nó rất dài từ trên này xuống dưới tận đây. Đó. Chỉ có giá trị học thuộc không? Ok, xong. Phần thứ hai là test planning and estimation. Không chưa? Kéo xuống hộ tôi cái phần planning estimation trước đã. Khi mà họ để đặt cái mục estimation như thế này, rất dễ nhầm đến việc là estimate là một phần của kế hoạch, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn chưa học. Chúng ta có thể học theo thứ tự này trước, chạy theo đúng dự án thì hay hơn. Estimate thì không phải là một hoạt động của test planning mà nó là hoạt động sau. Chúng ta có một cái phase được gọi là phase planning, là cái giai đoạn là các cái quản lý ngồi làm việc với nhau và làm việc với khách hàng ấy để thực hiện. Thì trong phase planning bao giờ người ta cũng sẽ thực hiện estimation trước, xong đó thì người ta mới thực hiện test planning. Đặt với bài sau. Ok chưa? Nên là estimate không phải nằm trong planning mà nó còn nằm trước cả planning, và nó được gọi là phase planning phase, tức là cái giai đoạn để ngồi lập kế hoạch. Nó có hai bước, là ước lượng sau đó mới lập kế hoạch. Lập ước lượng rồi lập kế hoạch. Ví dụ, chúng ta lấy ví dụ đơn cử như xây nhà này đi. Đó là một cái dự án xây nhà này nè. Thì bây giờ, trước khi xây nhà thì ông thợ ông cũng phải đến đo nhà, ông hỏi yêu cầu đúng không ạ? Xem là ông cần thế nào để còn dự tính chi phí, nguồn lực, thời gian. Thì xây nhà thì bao giờ người ta cũng tìm ra là gì? Có những cái tham số sau. Một là size của cái nhà này là bao nhiêu? Nhà này 70m2 ông chủ có xây 5 tầng, 7 tầng 35 rồi. Mà xây dựng nó còn vài cái thông số khác nữa. Ví dụ như móng cái cầu thang nó khác, đúng không? Nó có hệ số móng với cầu thang. Thì chỗ đấy vật liệu với công sức nó khác mà. Thì nó lại nhân thêm là thì đầu tiên mình tưởng là 350m2 nhân lên mà ông tôi chỉ xây 300m2 thôi, ông xây dựng ông sao chỉ cho thiết cầu thang ai xây, cầu thang nhà nào tốn bê tông đúng không ạ, với cả các vật liệu thêm móng nữa lại còn đổ móng về đổ cọc nữa đúng không ạ. Thế là ông ấy cung cấp cho bạn một lô các cái gì tỷ lệ nhân chia với nhau, thì đầu tiên là tính ra tưởng là 350 rồi cuối cùng lên thành 430m2 đấy mới là cái công xây dựng. Đúng không ạ? Vì xây dựng người ta trả lời được. Sau khi xây dựng, sau cái phần sai này người ta sẽ ra được cái gì? Cost. Tức là phải dự tính trong cái ngôi nhà này bao nhiêu tiền để ông còn chuẩn bị. Ông không có tiền thì ông cứ nợ thì thôi tôi không xây nữa, đúng không ạ? Thế giờ nhân nó lên. Như cái khu này thì không biết là 6 triệu hay 7 triệu một mét vuông rồi đó. Nó gồm cả vật tư với cả công xây. Cứ cho là 6 triệu đi. Thì người ta sẽ nhân 340 nhân với 6 triệu đồng. Và ông ấy chuẩn bị sẵn 2.7 tỷ đi, chuẩn bị sẵn thôi nhưng chưa phải trả, không mua đến đâu trả đấy. Thì đây là tổng số tiền để xây. Sau khi có nhà, cái này rồi thì người ta còn nốt cái gì? Pupil với cả cái giờ bay là chuyện của ông chủ nhà, còn ông xây dựng ông chỉ quan tâm bây giờ bao nhiêu người xây cho cái nhà này và nhà này xây bao nhiêu lâu. Ví dụ như bình thường theo kinh nghiệm ông ấy thì xây nhà này mất 9 tháng,
5 tầng 40 m2 mà 9 tháng thì mất khoảng cỡ khoảng 10 người. Bây giờ ông chủ ông bảo không, ông phải về nhanh. Ông cần về nhanh cơ, về trước Tết, ông mất 6 tháng thôi. Tăng cái gì lên? Đấy là cái bài toán chúng ta có đúng không ạ? Nên thỉnh thoảng các bạn thấy tại sao lại 3 tháng lên 30 người nữa? Có ngắn ngày là có ngắn thời gian và tăng những người lên. Ví dụ như chúng ta có 6 tháng thì chúng ta tăng lên 15 người. Giờ ông ấy đi nhập hậu về tăng lên 15 người. Đúng chưa ạ? Đấy là estimation. Xong khi estimate như vậy xong, chốt ông chủ làm hợp đồng, giống như dự án các bạn ấy, làm hợp đồng. Bắt đầu về chúng ta mới lên cái kế hoạch xây dựng. Đúng chưa? Kế hoạch xây dựng thì nó lại chia ra thành từng giai đoạn. Ví dụ móng là một giai đoạn, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 5, đúng không ạ? Vậy là tổng mấy giai đoạn đấy? 6 giai đoạn vì cái tầng nóc nữa, đúng không ạ? Là 6 giai đoạn. Là 6 giai đoạn thôi, phải chia ra nhân công như ngày nào sử dụng, đúng không ạ? Ngày nào thì đổ móng, ngày nào thì chờ cho nó khô rồi là còn sơn sửa cái đống này nữa cho nó hoàn thiện ấy. Gọi là giai đoạn hoàn thiện, đúng chưa? Bắt đầu chia task công việc, chia người ra từng task một vào đâu làm cái gì, khi nào làm, sắp xếp làm sao cho đủ 6 tháng kịp cho cái ông chủ kia. Đúng dự án chưa? Thật chưa các bạn? Thì đấy là cái cách người ta ước lượng và lên kế hoạch. Như vậy cái việc của ước lượng sẽ là cung cấp đầu vào cho lên kế hoạch. Bởi vì không có cái ước lượng này chúng ta sẽ không biết là bao nhiêu người là đủ. Mà tại sao chúng ta bảo sư dự án này cần 3 tester cho em có 2? Đúng không? Tức là chúng ta đã ước lượng rồi là với khối lượng đấy cũng có 3 tester mới đủ cơ. Nhưng giờ liên quan thiếu chi phí, ông chủ chỉ cho 2. Thế là các bạn lại phải đi làm sao? Có chiến lược xây dựng. Có chiến lược xây dựng đây các bạn. Chiến lược test là liên quan đúng không ạ? Giờ xây từ từ, xây đàng hoàng thì nó sao? Nó mất 3 người. Giờ chỉ có 2 người thôi thì ông cũng phải xây kiểu gì cho nó cũng xong. Đúng chưa? Hoặc là bây giờ thuê máy móc về, tăng cái máy móc lên để bớt công người đi, đúng không ạ? Hoặc là bây giờ ông ấy tính làm sao để mà nếu như trong 6 tháng kia gấp quá mà không có người kịp thì ông ấy tính làm sao cho cái ngày chờ nó ít đi và làm lên cái tầng 5 thì ở dưới sẽ bắt đầu làm sao chát với cả sơn phủ màu. Tức là ngày xưa các cụ bảo chờ cho nó khô nhưng bây giờ nhà chẳng hạn nào chờ, đúng không ạ? Để chát thì sơn phủ luôn ở tầng dưới, còn tầng trên cứ đổ chân đổ móng. Đấy thì cái cách người ta gọi là chiến lược để thực hiện là sao cho nó vừa vặn với cả cái mục tiêu đặt ra của cái estimation. Thì công việc lên kế hoạch của các bạn cũng vậy, thiếu người, thiếu nhân sự, thời gian thì nó gấp, nên các bạn mới phải suy nghĩ lên, các bạn mới phải ra được cái chiến lược để test. Còn nếu như trong trường hợp đơn công dài làm như kiểu cô đắc thích hôm nào lên thì lên ấy, thì thôi không cần chiến lược gì cả, cứ test xong thì lên, không xong thì thôi. Mai mà lên thì lên, không lên thì tệ, đúng không? Các bạn làm cô đắc, các bạn sẽ đến hơi khác với quan điểm của thao sụp. Thao sụp luôn bị giới hạn về thời gian chi phí, còn cô đắc thì không xong báo test lên cho xong, test vẫn sẽ bao giờ xong, tháng nữa xong, tháng nữa vẫn cứ không xong. Làm cô đắc rất là thành vật. Giờ quay về câu chuyện này. Bây giờ rồi đấy là về câu chuyện về xây dựng nhé, thì chúng ta nói vui với nhau về estimate và lên kế hoạch đấy. Bây giờ nói về software estimation đi, thì software nó không ra được cái này bởi vì kích thước thì rất khó tính, nó cũng có vài cái đơn vị tính như là UK point, user story point thì cuối cùng thế giới chẳng ai dùng cả. Nó quay trở lại chốt lại là effort, cái thằng này tính ra cái gì các bạn? Nó gọi là test effort, đúng không? Effort được tính bằng cái gì? Mình đây rồi, cái thằng này là đại diện cho cả size và cost rồi, đúng không? Kích thước càng lớn có nghĩa là effort càng lớn. Và nào, trong cái effort đấy nó có tiền không các bạn? Bao nhiêu tiền thì tùy cái bà kế toán bà nhân thôi. Công ty thì 33 triệu, có công ty 70 triệu và nhân chi phí mặt bằng thuê rồi là các thể loại máy móc thiết bị đấy các bạn, chứ không phải chỉ có lương của các bạn đâu, lương cũng còn đơn giản được nữa. Đấy thì người ta tính ra men đen men măng là vậy, nó gồm chi phí. Thì người ta có hai cái hướng tiếp cận để mà thực hiện cái này, hai cái kỹ thuật người ta gọi là approach
estimation. Một là metric bay. Metric bay để mà tính ra được cái effort thì người ta có thể có hai hướng. Một là metric bay, tức là dựa vào cái historical data. Dữ liệu lịch sử về một thời gian tốt lượng. Dựa trên những giá trị điển hình hay là dựa trên những dự án trong quá khứ để ước lượng, người ta gọi là historical data. Đều là dự án cũ cả nhé, dự án tương tự rồi dự án đã đóng rồi là dự án trong lịch sử. Thì nhìn như này các bạn sẽ thấy là gì? Ví dụ như là 100 dự án đã đóng trong quá khứ, đúng không? Người ta thống kê được rằng chị các cái effort nó được phân bổ cho các hoạt động như này. 10% cho project đi quanh 15, design 10, code 25, test 3 năm. Ít là nhiều vậy? Nhiều gì? Các bạn biết test nó gồm cả review và test không? Code có một dòng và test bao nhiêu thứ đúng không? Ta còn cả test gồm cả thiết kế, test cây, xác định data, môi trường, tất cả các hoạt động mà. Không phải mỗi chạy test đâu. Mà tính thế là tính to đấy nhá. Tất cả các hoạt động mà các bạn đang tham gia vào đều gọi là test. Đúng không? Thì sau đó mà người ta có một cái tỷ lệ ấy. Các bạn nhớ không, chứ tôi nói là tỷ lệ 1 tester 2 dev ấy. Đấy thì nên là có một cái tỷ lệ tương đương xem như vậy để làm gì? Để chúng ta refer sang là test mất bao nhiêu effort. Thế giờ quality assurance CM risk là 10%. Thì khi mà có một dự án A mới xuất hiện thì nó có cái phần tính về code, về kỹ thuật ấy là mất 1200 person day. Mấy ông code này ông ấy làm sao? Ông tính cái này nhanh lắm. Nhưng mà cái chi phí code nó không đáng bao nhiêu so với trong dự án, bởi vì các cái phần khác nó còn tốn hơn, thì người ta sẽ nhân chéo lên để làm sao lấy được tốt cái chi phí còn lại. Bây giờ hỏi ông ấy là học hành mất bao nhiêu lâu, ông không trả lời được, nhưng bảo ông ấy mất bao nhiêu thời gian để dựng cái đoạn code đấy lên là ông trả lời hết. Đấy thì người ta sẽ nhân chéo lên, người ta tính. Đặc biệt tôi lưu ý là khi mà ước lượng là các bạn dựa vào cái kế hoạch của dev á, dev ông ấy phần nào ước lượng ấy thì bao giờ các bạn cũng nhân bét nhất là 50% cho tôi trong việc test. Tức là tất cả các hoạt động phát triển của dev nhé, thì để mà tester làm được cái đấy thì ít nhất là 50%. Tức là một tester 2 dev đó, đúng không ạ? Chứ giờ không ai tỷ lệ một tester 5 dev với một tester 3 dev đâu, không test nổi đâu. Mật luôn. Đấy thì đấy là cái hoạt động mà chúng ta thấy. Tại 5% mình thường. Đấy nhá, đấy là dữ liệu lịch sử, đúng không? Dữ liệu lịch sử của chúng ta ra. Thế còn một thằng nữa là expert bay. Thằng này là dựa vào wisdom của owner, dự đoán bay owner hoặc expert chuyên gia. À, tức là bây giờ là pass của ai là người ấy tự ước lượng. Người ta gọi ngôn lực. Bây giờ testing giao cho bạn những cái task để test thì bạn ước được không? Được. Code ước được không? Ước được trong code không? Không. Đấy, nên của mình đúng không ạ? Bạn ít kinh nghiệm hơn, bạn nhiều kinh nghiệm hơn, ước được nó còn khác nhau rồi. Đúng chưa? Bởi vì là không phải dựa vào cái năng lực của mình. Thì người ta gọi ôn lờ đấy, chính là chuyên gia của cái task đấy rồi. Task đấy mình làm, mình ước được, mình phải tự ước được. Chị trách nhiệm với nó rồi, đúng chưa? Cách thứ hai là có một cái ông nhiều kinh nghiệm hơn, ông ước lượng cả dự án. Thế đấy gọi chuyên gia. Nhưng vấn đề của chuyên gia ấy, đấy là làm sao mà bóc tách task ra nó không thiếu. Chứ bây giờ là thiếu task sẽ là thiếu effort, đúng không ạ? Thì người ta sử dụng cái kỹ thuật gọi là work breakdown structure, chia nhỏ công việc vào cấu trúc thời điểm mở và thực hiện, người ta gọi là phương pháp work breakdown structure. Cái này thường rất hay dùng trong Agile và các dự án khác, đấy là làm sao chia các cái task ra nhỏ nhất để mà ước lượng. Ví dụ như trong một dự án như này, bao giờ người ta phải chia ra làm hai hướng, một là hướng đi theo kỹ thuật và hai là hướng đi theo quy trình. Có những cái quy trình nó không thể chia về tính năng được, đúng không ạ? Ví dụ như mỗi một tính năng họp mất bao nhiêu giờ đến được ạ? Họp là họp chung đấy, thì người ta phải tách ra hai hoạt động như vậy. Ví dụ một cái retail website ấy, thì người ta cứ chia thành cây thôi. Nếu như hướng về kỹ thuật thì chúng ta dựa vào tài liệu, dựa vào tính năng, chúng ta chia thành các tính năng, xong chia tiếp thành các cái gì, sắp
đúng không ạ? Sắp thông từ sắp này chia ra thành gì? Là cái task. Task gồm có design, code, test, iteration test, được chưa? Đó là cái task. Còn nếu như ở đây đi theo process, cái này đi theo process thì gồm có đầu dự án là phải có project plan, rồi có hoạt động review, update project plan, tiếp theo là các loại kế hoạch quản lý, cấu hình kế hoạch gì gì đấy, đúng không? Trong dự án phải có meeting hàng ngày, meeting hàng tuần, xong rồi lập báo cáo, tất cả những hoạt động nó theo quy trình. Thế thì người ta bẻ nhỏ nó ra. Sau khi bẻ nhỏ ra xong rồi người ta ước lượng từng task một và đưa vào cái lịch trình chi tiết. Được chưa ạ? Đấy thì người ta gọi là kế hoạch, người ta work breakdown. Cái phần effort này này nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái gì? Nó có 3 nhân tố ảnh hưởng đến effort của dự án. Ba cái factor nữa. Tức là mất tốn nhiều effort hay không ạ, là cần phải dựa vào thằng này. Một là đặc điểm của sản phẩm. Product thì gồm có kích thước sản phẩm, độ khó sản phẩm. Trong đó lưu ý là chất lượng của tài liệu sản phẩm cũng ảnh hưởng đến nó nhá, chất lượng của document á. Ví dụ như tài liệu requirement nó không có, khách hàng chẳng mô tả được gì cả thì các bạn rất tốn thời gian để mà xác định requirement, đúng không ạ? Còn nếu họ gửi cho tài liệu đầy đủ rồi thì lại không tốn nữa. Độ phức tạp của sản phẩm. Size, complex. Size, complexity. Và các cái requirement về non-functional và document. Ông nào mà yêu cầu nhiều tài liệu thì các bạn phải tăng effort lên để viết được tài liệu ra vất vả vô cùng, còn review nữa. Còn ông nào mà không cần deliver tài liệu test ấy, thì thôi cứ chọn kỹ thuật nào làm nào nhìn nhất có thể, không cần trình bày đẹp. Yêu cầu về năng functional là cái yêu cầu vô cùng mình tính tin cậy, càng yêu cầu nhiều thì càng tốn effort. Đặc điểm về quy trình. Process ấy, thì nó gồm có các activity. Process, đúng không ạ? Rồi là kỹ năng của con người. Experience của con người để test. Rồi cuối cùng là các cái áp lực về mặt thời gian. Time pressure của HSF. Áp lực về mặt thời gian. Cuối cùng là outcome của test. Càng nhiều lỗi thì càng phải đi test nhiều, đúng không ạ? Số lượng lỗi. Đúng không các bạn? Nhiều lỗi phải retest nhiều. Các bạn nhớ làm cái gì cũng phải có hoạt động retest được, được update đi nhé. Và cái rework. Viết nhiều tài liệu thì rework nhiều. Đấy là nguyên tắc. Làm nhiều thì phải sửa nhiều. Sao phải sửa các bạn? Kiểu gì chả có lỗi đúng không ạ? Kiểu gì chả sai. Viết nhiều tài liệu mà sau này requirement thay đổi phải update được gì. Đấy là những cái đặc điểm về estimation. Estimation mới là xong cái phase đầu tiên. Phần thứ hai là test planning. Bắt đầu buồn ngủ chưa? Chương này nó buồn ngủ lắm. Biết làm nào cho các bạn đỡ buồn ngủ hơn. Test planning. Lập kế hoạch test ấy, thì người ta có một cái template theo IE829 là template như thế này này. Thì bây giờ nhá, không các bạn đừng dở đấy, các bạn dở đến cái trang này này. Tôi đã mô tả cho các bạn là từng hạng mục một cái gì làm cái gì rồi. Ở
ở dưới này rồi, đúng chưa? Đó. Thì các bạn nhớ mục 2.2.3. Còn tôi sẽ kéo lên đây để giải thích cho các bạn. Bên cạnh đó tôi sẽ mở một tài liệu mẫu để làm. À, chúng ta sẽ lấy một cái công ty cô mẫu ở bên này thì rất là hay, Epson rất là hay lấy theo kiểu tài liệu chuẩn thế giới, đỡ phải mất công xây. Thì template nó gồm mục này, một là introduction. Phần intro này thì thường là phần giới thiệu về tài liệu, mục đích của tài liệu làm gì, các cái từ viết tắt, đúng không? Các cái tham khảo thì đấy gọi là introduction. Tài liệu này làm gì, viết tắt, những từ viết tắt và tham khảo. Test item. Test item thì nó là những cái input cho test. Ở trong đấy tôi có ghi các cái input cho test. Đấy là gì? Liệt kê ra các cái tài liệu mà nó là đầu vào để cho test tham khảo. Được chưa? Các bạn nhớ một cái mục nói mà tôi giải thích kỹ hơn thì các bạn viết thêm vào cái mục đấy. Test item liệt kê ra các input cho test để giúp chúng ta tham khảo và dẫn làm sao cho việc thiết kế và chạy test. Khi mà test manager mà chúng ta nhận được rất nhiều cái nguồn từ khách hàng về ấy, rồi chúng ta đọc, chúng ta hiểu về hệ thống, về dự án rồi ấy, xong rồi chúng ta thấy rằng tài liệu của khách hàng nhiều nhưng chúng ta không mô tả nó ở đâu cả, dẫn tới tester nhà mình chỉ hiểu mỗi tài liệu cặp tả, tài liệu hình dai là tài liệu làm sao tham chiếu đến test thôi, thì nó thiếu các bạn, thiếu đúng không? Các bạn nhớ nhé, trong cái cục khách hàng gửi về nó rất nhiều tài liệu tham khảo. Thế trong cái đống đấy nếu đi liệt kê hết cái đống đấy thì cũng không được, nhưng đã mất công tìm hiểu rồi, bây giờ mình không ghi chép vào thì người khác lại phải làm sao, lại chọc lại như mình, đúng chưa? Vậy thì tốt nhất là leader nên tạo ra một cái bảng liệt kê ra là tài liệu này mô tả đến cái phần tính năng nào và cái có liên quan đến cái chỗ nào cần chú ý đến, đúng không ạ? Ví dụ chỗ report này thì tham khảo đến cái mục số bao nhiêu, chỗ bao nhiêu đấy, tham chiếu đến các báo cáo cũ của khách hàng, dễ hiểu không? Rồi cái phần liên quan đến security thì tham chiếu đến cái tài liệu gì đó, được chưa? Thì đấy là cái cách người ta viết các cái tóm tắt input đầu vào cho test, thống nhất ở đây để cho cả team biết là mình phải tham chiếu đến những cái gì, tránh trường hợp tester chỉ mặc định là mình dài với cả thành cả tả thôi. Future to be test và not là phần scope, đúng không? Phạm vi test. Nói về phần upload này. Upload thì được gọi là chiến lược test. Chiến lược test á. Chiến lược test ở đây thì các bạn hiểu là tất cả các cách làm thông minh mà để hoàn thành được công việc. Như lúc nay tôi vừa bảo ấy, làm trong 6 tháng, nhân sự mà tính sơ sinh ra là 15 người, nhưng mà ông quản lý ông tính thế thì ông lỗ mất, không đủ tiền trả lương, đúng không ạ? Thì bây giờ ông phải cắt gọn làm sao trong ít người nhất có thể lãi nhiều nhất mà lại vẫn phải hoàn thành trong thời gian gấp. Thì ông mới tính kiểu làm sao trên thì đổ móng đổ cọc, đúng không ạ? Dưới thì bắt đầu chát và xây ấy, để tận dụng cái thời gian trả lương cho nhân viên để hàng. Thì đấy là cái chiến lược thực hiện của ông ấy, cái cách làm văn minh để trong cái thời gian ngắn mà ít người nhất, tranh thủ mọi người không được chờ bao giờ cả, không ngồi chờ bao giờ cả, thì để hoàn thành xong công việc. Thì ở đây với test các bạn cũng làm như vậy, làm sao để chúng ta ra được cái chiến lược mà nó hợp lý và hoàn thành công việc, chứ cứ làm từ đầu đến cuối thì có khi phải mất đến 9 tháng mới xong. Thì ở đây chúng ta có nhiều ví dụ chứ không phải chỉ trong cái này, nhưng một trong những ví dụ như này: thiết kế test cây, riêng phần giao diện sẽ sử dụng checklist chung để kiểm tra, không có xây dựng test cây. Đó, vì cái phần này nó hay thay đổi. Back end thì bắt đầu xây dựng test cây. Và đây các bạn có thể định nghĩa rằng test cây loại gì được, mà có cần phải deliver cho khách hàng hay không, đúng không? Thì hãy suy nghĩ đến cái template của test cây luôn. Trình duyệt và các thiết bị còn lại, rất nhiều trình duyệt và thiết bị phải test. Nhưng mà bây giờ phải thống nhất là integration test chỉ test trên PC thôi, và chỉ dùng Firefox thôi. Bởi vì là hỏi được khách hàng, và khách hàng chỉ test làm sao dùng Firefox là nhiều.
PC đâu. Sau này cái tính năng ổn định rồi bắt đầu test trên các thiết bị còn lại và random bao nhiêu phần trăm này. Người ta để random nhưng từ sau mình test được hết được, đúng không ạ? Rất tốn thời gian. Đấy thì người ta cách như vậy để giảm bớt thời gian đi. Chịu trách nhiệm, đó, chia riêng, chịu trách nhiệm riêng được. Thứ tự ưu tiên cho test nếu như chúng ta có, còn không chúng ta có thể định nghĩa rằng ưu tiên những tính năng nào là quan trọng nhất của khách hàng. Không có ngày giờ nữa, đúng chưa? Thì nó là thứ tự ưu tiên. Thì đây là một ví dụ, còn các bạn có nhiều các ví dụ khác. Nhìn chung tôi hiểu rằng approach là cái cách chúng ta tưởng tượng để sao thời gian ngắn ít người mà chúng ta vẫn hoàn thành được gần đến khối lượng công việc. Để chúng ta phải nghĩ trước, nghĩ cách làm trước, đừng để nước đến chân mới nhảy. Chạy đến hai phần, chạy đến một nửa đường của dự án rồi bắt đầu mình nghĩ ra thì lúc đấy các bạn không kịp, chạy không kịp. Item path fail criteria nó gọi là phần tiêu chí kết thúc, đúng không? Tiêu chí kết thúc. Suspension và resumption criteria là các tiêu chí giả định, trì hoãn nếu trong trường hợp mà nó không kịp deadline. Thường cái phần này là liên quan đến chúng ta giả định với khách hàng á, là ngày giờ nào hoàn thành requirement á, ngày giờ nào mình gửi device cho mình để test á. Deliverable là sản phẩm bàn giao của test. Test task là công việc chuẩn bị, môi trường, trách nhiệm, nhân sự, kế hoạch, lịch trình và risk and contingency. Thì khi nào mà người ta hỏi các cái câu hỏi liên quan đến test plan này á, thì các bạn nhớ rằng là phải làm sao? Mở cái thằng này ra mà cha, tôi lấy ví dụ để tôi nhấn mạnh cho các bạn cái chỗ này. Câu 20 để số 6, trang 72 mở ra đi các bạn. Tôi sẽ cho các bạn 3 phút trong lúc tôi nghỉ của anh, mệt quá. Nhưng nhấn mạnh với các bạn rằng khi nó đề cập đến việc các bạn xây test plan, có nghĩa là nó yêu cầu các bạn làm sao refer cái nội dung này có nhắc gì đến cho test plan hay không. Được chưa? Việc của các bạn là đọc cái câu đấy với cả tham chiếu đến cái template test plan xem có cái gì liên quan không, tích vụ. Được chưa? Chứ không suy nghĩ nhiều theo kiểu có hay không, suy nghĩ trong đầu là không có gì đâu.
Thấy gì chưa? Nha, xong đúng không? Không phức tạp quá. Đấy, luật của cái chương 5 này là các bạn mà cứ phức tạp quá và cứ nghĩ ở trong đầu là các bạn không có cái gì để làm cả, trả lời cả. Thì các câu tương tự nó cũng sẽ thế, buộc các bạn phải refer, tham chiếu và xem lại trong sách thì mới trả lời được. Với chương 5 rất khó trả lời, đặc biệt rất khó nhớ, là làm đi làm lại nhiều lần để nhớ cái phần đấy. Vào trong phòng thi không còn cứu cánh phao nữa, đúng chưa? Thế là phải nhớ. Và mình có báo trước với các bạn cả hai lớp là nó rất hay bị chuột và mất điểm của chương 5 này, nên chương 4 không phải là khó nhất. Đừng phân bổ quá nhiều thời gian vào 4 mới làm bài tập vẽ nhiều quá. Chúng ta có cái gì? Bây giờ mình phải có một cái góc nha. Chúng ta phải xem là bây giờ cứ cái chỗ nào nó nhắc đến mà có cái tên ở trong template là ok, liệt kê ra, đúng không? Không suy nghĩ gì cả. Giờ là nó hỏi là để trở thành một cái test manager cho một cái dự án phần mềm. Bạn đang được assign là manager đúng không ạ? Cho một dự án underway gì đó. Thì câu hỏi là bạn đang viết ra cái lần đầu tiên bạn viết ra cái test plan và đang định nghĩa cho cái chiến lược overall cho dự án này. Nên nó hỏi cái nào sau đây sẽ là nằm trong cái chiến lược này. Ok chưa? Cái nào sẽ đây sẽ nằm trong cái chiến lược này. Em bây giờ là gì? Cái nào sau đây là big product risk có không ạ? Có, nó thuộc về phục risk and contingency. Cứ nhìn thấy risk đã đúng không ạ? Nó thích kê là cái gì được? Where and how the system requirements specify? Đó chính là phần that item. Nơi nào và cái cách tài liệu đang được định nghĩa cho bọn nó test các bạn nhớ không ạ? Tôi bảo nó liệt kê ra input ạ. Cái cách mà nó tài liệu nó liên quan đến test á, và nó được lưu trữ ở đâu á, được chưa? Thì nó chính là phần
Tab item, thế nó mới khó, nó cũng nhìn thấy chữ item thì nó khác khác. Đúng kia chưa? Hiểu cái này chưa? Thì đây là thuộc về tab item, tức là liệt kê ra các cái tài liệu đang lưu trữ ở đâu và cái cách nó ảnh hưởng đến hoạt động test hay nó chỉ rõ ra yêu cầu của test. 3. Test data đã available chưa? Có không? Không. Không. Data liên quan đến giai đoạn chạy test liên quan gì đến thằng test, đúng không ạ? Không quá. Khi nào project, khi nào cái project new đến finish thì bao giờ nó sẽ hoàn thành? Cái này có không? Có, chính là schedule. Schedule của mình. Tiếp. End user thì đã được chọn như là tester chưa? Có không ạ? Không. Không được. Chả có end user nào làm tester được, đúng không ạ? Phần responsibility là phần trách nhiệm của mình. Thì còn cái này tool cho automation test được đặt ở đúng chỗ chưa? Cái này cũng không liên quan. Nó hỏi về hạ tầng thôi chứ nó không hỏi về tool được đặt ở đâu, đúng không ạ? Đúng chỗ hay không? Cái này là giai đoạn implement. Tool, nhưng tool này là liệt kê các loại tool mà môi trường yêu cầu, chứ nó không hỏi là tool đã được đặt đúng chỗ hay chưa. Đặt đúng chỗ có nghĩa là bạn đã cài đặt nó lên môi trường chưa. Ok chưa? Câu hỏi này như vậy. Còn cái chỗ này nó hỏi là require infrastructure, tức là tất cả các cái nền tảng cần thiết cho môi trường có liệt kê ở đây hay không ấy. Chủ yếu test plan là liệt kê ra. Vậy nên cái gì đúng ở đấy? Tương tự như vậy, những cái lâu đằng sau cách các bạn cũng phải làm kiểu này, kể cả test report template, từ kể cả exit criteria, tất cả những thế đằng sau đấy đều phải làm theo cách này hết thì các bạn mới trả lời được, đúng không ạ? Và chương này không dễ nhớ. Xong template nhá, đến cái phần task cho planning này thì các bạn nhớ một cái luật là gì? Cứ template nó có gì thì đưa vào động từ nó đấy, đúng chưa? Nó rất là dễ, bởi vì mục đích của việc lập kế hoạch là làm sao để xác định các nội dung fill được đủ vào cái template kia, đúng chưa? Như là gì? Xác định scope, risk và objective, định nghĩa ra approach, đúng chưa? Approach, điều phối và tích hợp kế hoạch test với kế hoạch của dự án, đưa ra quyết định về việc cái gì phải test, chính là cái phạm vi test đó, đúng không? Rồi là vai trò test. Vai trò là cái gì? Responsibility ấy. Ok chưa? Trách nhiệm test. Lịch trình. Lịch trình. Assign resource. Khối lượng tài liệu template. Metric theo dõi và mức độ chi tiết của test. Đó. Đấy là những hoạt động của test planning và không có estimation. Được chưa? Estimation là gì trước? Tiếp này. Còn mình lấy rồi, bây giờ các bạn phải đánh dấu rồi, chỗ này thì không phải viết cho các bạn được, sách nó như xì đây rồi. Entry criteria là cái để định nghĩa cho when to start testing, đánh dấu hộ tôi ấy. Tiêu chí đầu vào là để làm gì? Khi nào thì bắt đầu test của một test level, đúng không ạ? Khi nào chúng ta biết được test level thì bắt đầu, bây giờ gọi là when to start testing. Thì chúng ta có bốn cái tiêu chí điển hình như này, các bạn có thể liệt kê cả bốn tiêu chí này đều phải liệt kê ra đủ này. Là dựa vào bốn tiêu chí này sẽ biết được khi nào bắt đầu một test level, môi trường đã sẵn sàng chưa, tool đã cài trong môi trường chưa, code đã chạy được chưa và data đã sẵn sàng chưa. Đấy là bốn cái điển hình về entry criteria. À, chép cũng được, không chép thì cứ đặt chân ở đấy để lưu ý là sau về làm tóm tắt. Còn tôi viết thì nó cũng nguyên chi hết chứ bạn. Thank you.
Thằng này khó hơn thì mình muốn biết rồi. Thằng MC nó dễ rồi. Bốn cái thằng MC đấy các bạn viết thẳng vào là cho dễ nhớ chưa? Bây giờ đến exit criteria. Gạch ở trong sách ấy, về viết sau nhé. Tiếp này. Tiêu chí kết thúc là để xác định cái gì các bạn? When do, tốt đúng không? Tốt một cái test level. When do tốt một cái test level. Thì trong đó chúng ta có các tiêu chí, gồm có 5 tiêu chí đưa ra. Nhưng mà ở chương 1 là tôi viết cho các bạn để chúng ta hiểu. Còn sang chương này chúng ta phải viết theo cái thuật ngữ của nó để chúng ta thi. Thì cái thứ nhất là true, honest measurement. Cái thằng này về bản chất cũng vẫn là calorie. Vẫn là tôi đã cho các bạn ghi là calorie, nhưng mà người ta không gọi là calorie nữa, người ta gọi là đo đạc sự xuyên suốt. Một cái tên gọi khác thôi. Còn calorie chắc chắn sẽ là một tiêu chí để người kết thúc bao phủ. Cái thứ hai, người ta không ghi đi khách như bình thường nữa mà người ta ghi là reliability measurement. Reliability là tính tin cậy, mà thực ra tính tin cậy tất cả đều dựa vào chỉ số là defect metric. Cái chữ cái chữ estimate density kia chỉ là một phần. Cái quan trọng nhất là từ reliability, mà tham chiếu sàng nó là tất cả các thể loại metric liên quan đến defect. Cái thứ ba là cost, chi phí. Thứ tư là time to market, hay còn gọi là schedule, thời gian. Và chúng ta hiểu cái cuối cùng là gì các bạn? Rủi ro. Như chỗ này nó không gọi rủi ro, nó gọi là residual risk, có nghĩa là risk còn lại. Chỉ đánh giá rất ít còn lại thôi, rủi ro còn lại. Mà chúng ta nhớ rằng thỉnh thoảng rủi ro còn lại nó không ghi rủi ro mà nó sẽ là gì? Thể hiện bằng những từ khác. Chúng ta nhớ rủi ro còn lại nằm trong những cái gì? Open, serious, defect, đúng không? Đúng chưa? Serious, defect. Những cái gì? Unpacked. Và cuối cùng là issue. Đấy là rủi ro. Rủi ro còn lại nằm trong những cái open, serious defect, nằm trong những cái chưa test được, và nằm trong cái issue. Issue giả sử như bạn test được rồi đấy, nhưng mà bạn test sai môi trường thì chúng ta không có môi trường thật, nó gọi là nên issue, và đánh giá xem issue đấy có còn một điều hay không. Phần cuối cùng của planning là test strategy and approach. Phần 6, strategy and approach. Nào ngồi cũng không ngồi được. Không vẽ cho các bạn cũng không được. Không thể hiểu nó là cái gì. Xong này chưa? Xong chưa? Dài lắm các bạn nhá. Nào, chúng ta phải chịu khó làm bài tập nhiều rồi nhá. Strategy thì nó có hai chiến lược cơ bản thôi. Hiểu cái này nhá. Là gì? Trong thực tế thì nó chỉ có hai cái chiến lược là preventive và reactive. Tức là chiến lược ngăn ngừa và chiến lược phản ứng. Ngăn ngừa đây là làm cái gì sớm, đúng không? Làm sớm, tìm lỗi từ sớm lắm thì để ngăn ngừa.
Còn reactive là gì? Bao giờ sản phẩm mình đây? Trước đấy không làm gì? Thì thường với reactive thì chúng ta sẽ thấy là bao giờ lỗ cũng sẽ dồn về cuối cùng. Khối lượng lớn lỗ thì ra dồn về cuối cùng và không kịp sửa tay, đúng không? Lúc đấy hoặc là các bạn phải delay, hoặc các bạn phải bàn giao sản phẩm thì còn nhiều lỗ. Còn năm vừa thì lại có một nhược điểm là chi phí tốn. Thì các bạn thiết kế cách đây rồi thì khi requirement thay đổi lại làm sao? Lại phải sửa lại, đúng không? Có khi lại còn vứt cả đống cách đây đi làm lại nữa. Thế thì nó chuyển tốn chi phí, nhưng mà lại giúp chúng ta không bị tránh một số lượng lớn các lỗi bị đẩy về sau cùng. Thì đấy là cái phần mà liên quan đến âm vang nhiều hơn. Thế còn foundation thì nó chỉ nhắc kiểu cưỡi ngựa xem hoa thôi các bạn. Riêng cái mục này trên đất van là cả một chương á. Thế mà ngồi giờ này nó cưỡi ngựa xem hoa, nó bắt chúng ta thuộc 7 cái chiến lược đấy. 7 cái chiến lược gì? Và chúng ta nhớ tên của từng chiến lược gì một nha. 1. Analytical. Analytical thì tương đương với việc dựa vào cái gì đấy để phân tích. Có cái gì để phân tích và thiết kế ra cách đây ấy. Chúng ta có cái phương pháp gì nhỉ? Requirement based đúng không? Thì còn gọi là specification based, tức là dựa vào tài liệu đặc tả để làm sao thiết kế ra cách đây. Bên cạnh đó lên đất ra thì nó có cái dựa vào rủi ro để phân tích ra cách đây cũng được. Thì nó có gọi là requirement based hoặc là risk based, được là dựa vào requirement phòng sự vào risk để mà phân tích và xác định được cái cây. Đấy là risk bay và requirement nhá. 2. Model bay. Model bay thì thường là dùng cho những cái thằng mà có tính model như kiểu máy điện thoại hoặc là những cái dòng máy embedded này này. Thì nó có model thì các cái phiên bản sau nó chỉ nâng cấp của phiên bản trước thôi, chứ nó không phải xây đập đi xây lại mới hoàn toàn, đúng chưa bạn? Thì nó có dòng sản phẩm. Thì khi dòng sản phẩm như vậy thì nó có khả năng tái sử dụng lại nhiều thứ, trong đó chúng ta có thể dựa vào những cái thông tin người ta gọi là statistic information, chỗ này gọi là use statistic information để mà test. Thì nó gồm có hai cái loại thông tin là UGIS, thông tin sử dụng, và defect rate. Ví dụ như ông Samsung chẳng hạn ấy, thì ông ấy có thể biết được rằng là những cái tính năng nào mà có mật độ lỗi lớn đã xảy ra ở các dòng máy trước thì ông ấy phải tăng cường test ở cái phần nào nhiều lỗi đấy, đúng không? Hoặc ông ấy có thể có thống kê về mật độ sử dụng của người dùng không? Có, đúng không? Ghi lưu trữ hết. Đấy là ông sẽ biết được là người dùng dùng tính năng nào nhiều nhất. Thì ông sẽ phải tập trung test về tính năng đấy để lỗi xảy ra ở trên những cái thằng đấy nó làm sao? Đúng không? Nó không, vì nó mà xảy ra lỗi ở trên những thằng đấy là gần như là tất cả các sản phẩm đi, ảnh hưởng rất là lớn. Còn những tính năng ít sử dụng hơn như kiểu lốc máy và mấy cái thằng nhỏ nhỏ hơn ở trong máy tính, máy điện thoại có khi mình cả năm chả bao giờ mò đến. Thì người ta dựa vào thông tin thống kê để thực hiện test. Đó là ở model bay. 3. Methodical approach là dựa vào error guessing, dự đoán lỗi. Checklist. Standard. Chuẩn. Đặc biệt mở ngoặc là ISO 9126 hay còn gọi là ISO 25001. Test theo chuẩn. Người ta gọi là từ chuẩn, các bạn cũng lại đưa ra thành checklist, đúng không? Từ ROS thì các bạn cũng đưa ra thành checklist của các bạn. Test dựa kinh nghiệm. 4. Process. All standard. Process and standard based. Quy trình và chuẩn.
thì thằng này là cứ chuẩn hoặc là quy trình nó yêu cầu cái gì là mình làm theo cái đấy, tuân thủ chuẩn. Cái chữ này nó gọi là compliance các bạn. Method or process. 25.001 cái gì đó? Phần từ gì? Mà tôi phải nhấn mạnh với các bạn rằng nó rất hay lấy agile ra là để đẹp. Mà đặc điểm của agile như là có daily meeting này, có user story này, có US này, user story này, có daily meeting này. Có gì đó các bạn? Có retrospective. Retro không có TR luôn. Retrospective meeting là cái gì đấy ạ? Học cái kinh nghiệm này. Được chưa? Thế thì tôi gặp phải tôi sẽ liền cho các bạn thôi. Tôi thấy rằng process thì hay mang thơ dài rồi đấy. Để kiểm tra các bạn như thế này, nếu không có trong sách. Dynamic and holistic retrospective. 5. Dynamic and holistic là test rộng, vừa test và đánh giá hàng ngày bằng với cả exploratory testing. Có nghĩa là đồng thời vừa chạy vừa đánh giá. Vừa test và đánh giá đồng thời. Con competitive là hỏi chuyên gia, ask expert. User cũng là một chuyên gia các bạn. Hỏi chuyên gia, hỏi người dùng về cái chỗ nào cần phải test. Ví dụ như có ông chuyên gia về ngân hàng, ông ấy sẽ chỉ cho các bạn các trường hợp lỗi, đúng không ạ? Chỗ nào nguy hiểm, giao dịch nào có nguy hiểm, kiểu nào thì đấy là gọi chuyên gia. User cũng là một chuyên gia trong cái phần lĩnh vực người ta sẽ hỏi. Và số 7 là regression of the side, tức là tự động hóa một cách cao nhất. Đấy, cái này thuộc rất nhiều luôn. Highly automation có nghĩa là cái gì tự động hóa. Tự động hóa cao nhất. Chiều này dài lắm. Có buồn ngủ lắm không? Để nghỉ thêm 5 phút nữa. Tiếp nhá. Vẫn chịu được. Chịu được. Hoặc không tôi bảo các bạn không, nó sẽ giảm mất sự tập trung của chúng ta rất là phí rồi. Các bạn vẫn ở trang chương 6 đúng không? À quên, vẫn ở exam 6 á. Nhưng chỗ này không kịp, chỗ này còn nhiều đồ thường xuyên học lắm. Còn nhiều thường xuyên học lắm. Vẫn không làm được, còn nhiều thứ lắm. Progress and monitoring control. Hoạt động theo dõi và kiểm tra dự án. Tầm bật đèn bên này lên cho nó tỉnh không?
ân nhá. Không, bởi vì là nhìn ánh sáng là trên kia nó sẽ bị nó kiểu bị mỏ mắt, tập trung vào một điểm sáng nhiều hơn ngoài. Morning learning in control 5.3.1 monitoring đã. Program monitoring đã. Đấy, đến cái phần mà chức năng nó tách riêng ra thành monitoring in control, đúng chưa bạn? Còn cái chương 1 lúc đấy chúng mình thấy plan in control đúng không ạ? Nhưng mà phải hiểu rằng đấy là cái hoạt động nó tách riêng ra thành hai cả. Chúng ta có monitoring thì vẫn như là ở chương 1 đấy là gì? Compare cái gì các bạn? Ở actual với cả plan. So sánh actual plan. Measure progress. Và chúng ta tạo ra một cái plan, à cái report. Đây là ba cái hoạt động chính của cái thằng liên quan đến này. Chỗ này sử dụng rất nhiều metric các bạn, metric để đo và để theo dõi tiến độ so với cả kế hoạch. Có các loại metric như là phần trăm công việc, các cái mức độ tự tin, test time, tất cả các metric. Trong đó thì nó có một cái test report, đó là cái phần report ở đây này. Thì nó có cái phần report mà đi theo cái IE829 standard template summary ấy. Nó có cái template report summary như thế này. Trước khi mà đến phần report ạ, thì tôi có muốn show cho các bạn một cái báo cáo thực mà tester chúng ta hay làm đến. Tức là chúng ta sau khi chạy test xong một vòng nào đó nhé, thì chúng ta lập báo cáo. Thông thường thì các bạn không lập báo cáo theo vòng, các bạn kết thúc dự án xong mới làm ra, xong xuôi hết rồi mới lập báo cáo đúng không ạ? Còn về nguyên tắc ở đây là hết một cái round là chúng ta phải lập báo cáo một lần. Nên dự án sẽ phải có vài lần báo cáo. Theo Agile là hết sprint là có báo cáo một lần. Vòng ạ. Thì ở đây đội tester chúng ta lập như thế này. Đây là toàn bộ thông tin dự án, version, server, item đã test, tính năng chưa test, không có tính nào chưa test cả. Có gì không? Không có gì. Tiếp, phần dưới này báo cáo theo test case, tính năng, module test, pass, fail, criteria, fail, unfail, tested. Dưới này có một cái biểu đồ thể hiện là đang có 87% đã pass. Đã bao phủ và chi tiết từng module một là độ bao phủ là bao nhiêu. Ok chưa các? Defect report thì có các defect hầu như là lỗi new còn ít lắm, toàn là đóng rồi. Và dưới này có một biểu đồ nhìn thấy ngay là đóng hết là rồi. Đây dưới này có một cái biểu đồ đã phân tán theo loại lỗi. Ok, có một cái biểu đồ Pareto chart rất là đẹp, nhìn thấy lỗi như thế này nhưng cũng không có phân tích gì hơn. Environment phân bố theo môi trường, ok, nhưng cũng không có gì hơn. Đấy. Lặp lại, lỗi lặp lại, repeat defect, đây là lỗi lặp lại, tức là bị lặp đi lặp lại vài lần. Và cuối cùng là các issue, nhiều màn hình chưa đổi thiết kế design, tester không test được một số loại câu hỏi, date format chưa thống nhất, tương tự, và các action cải tiến, hết, legal, hết. Thiếu gì trong báo cáo này cả? Các bạn thấy nó tốt hay không tốt? Tiến độ đạt hay không đạt? Thấy không? Không. Không thấy gì đúng không? Bởi vì là có phân tích gì đâu. Đúng không? Thứ hai là nếu như một người mà gặp mức cao hơn mà người ta cầm cái báo cáo này, người ta không cần thiết cái phần này lắm. Lặp lại thì lúc nào mà các bạn sẽ gặp lại lỗi lặp lại. Đúng chưa? Vấn đề người ta quan tâm xem là bạn đã test tốt hay chưa tốt, giờ bàn giao được hay chưa,
87% bao phủ là còn cần thêm thời gian test hay không, nguồn lực có vấn đề gì không. Ôi, thì đấy là cái phần liên quan đến báo cáo. Còn cái chỗ này cũng thế này, issue rất nhiều nhưng mà issue này hầu như là các bạn tự xử lý được hết, đúng không ạ? Các cái người ta gọi là cái vấn đề critical issue mà cần có các bên khác tham gia vào trợ giúp thì không thấy. Còn những cái issue này như kiểu date format thì một buổi học là xong, các bạn học sáng hay ra các bạn báo như nhau là xong, đúng không ạ? Rồi các cái vấn đề khác thì những cái này liệt kê ra thì nhiều nhưng nó cũng không có giá trị. Đó. Thì không có phân tích gì hết cả. Defect thì nhìn thấy số này nhưng mà không thấy phân tích gì hết, không có chỉ số. Average cũng vậy. Thì ở đây mình vứt đi mất cái test cái thằng mà thằng kia rồi. Bây giờ mình chỉ có cái thằng này thôi. Thế nhá. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ có cái gì? Giờ chỉnh lại nó theo cái IEC 829 standard ạ. Thì chúng ta sẽ có cái những cái thông tin như sau. Rồi tôi sẽ mang ra minh chứng cho các bạn bằng cái hình ở trên kia. Về là template mà in theo IEC 829 standard. Thì nó có một cái identifier ở đây thì thôi nhá. Đấy là định danh cho báo cáo, đúng không ạ? ID của báo cáo ấy. Bỏ qua. Một, summary. Summary thì nói về what was tested. Thế chỗ này nó nói là cái gì bạn đã test. Cái gì bạn đã test thì ok, chỗ này được. Thế là toàn bộ cái phần trình bày là bạn đã test những tính năng gì chưa test được, bạn đã test trên môi trường nào. Chỗ này là summary. Chỗ dưới này, cái chỗ bao phủ và test cây là pass fail này cũng vẫn là gì? Summary. Cái gì đã test được, đúng không ạ? Cái gì đã test được. Phần thứ hai, variant. Variant nói về sự different. Giữa plan và anh chùa. Và thường thể hiện bằng metric. Chỗ này phải là bằng con số. Bởi vì các bạn đã mất công đưa số ra rồi thì nó phải lập trong báo cáo, đúng không? Thì bao giờ người ta cũng phải lập một số ra để mà người ta nhìn thấy các cái hoạt động của chúng ta nó đang tốt hay xấu. Thì như thế này gọi là variant này các bạn. Thôi tôi không ấy, đã biết đã, tôi quay ra đây chỉ cần. Thường nó thể hiện bằng matrix như thế này. Tất cả các cái chỉ số các bạn đo kể về effort, về task công việc, về chi phí, thời gian, năng suất test, mức độ chạy test. Được chưa? Là tất cả các chỉ số đo dự án ấy. Thì người ta sẽ có actual và người ta sẽ có plan. Bởi vì so với plan mới biết là tốt hay không. Ví dụ như này nhá, coverage của mình là 87%. Mà plan của mình bây giờ là phải làm sao? Round 2 là phải 100%. Đúng round 2 không? Đúng, người ta chạy tăng version 2 ra số bao nhiêu rồi? Ở đây như 1.6, nghĩa là mấy lần rồi. Thì có nghĩa là đến thời điểm này phải 100% đã test được, đúng chưa? Thì các bạn mới thấy con số 87 nó làm sao? Thấp. Không, thấp. Nó thấp và nó không đạt được mục tiêu. Chúng ta mới ra được cái phân tích. Còn bây giờ chỉ lù lù ra một số 87 mà không biết plan là gì cả. Đúng không ạ? Không biết mục tiêu, không biết cách khác biệt so với plan thì chúng ta không biết nó tốt hay không. Thì chúng ta phải so sánh, sau đó chúng ta ra được cái deviation. Và những cái gì mà nó không tốt thì sẽ phải phân tích. Thì đấy là cái mục đích của variant. Nên lớp 3 thì các bạn sẽ học cái phần mà metric nó rất là nhiều. Người ta có một câu là bạn sẽ không thể kiểm soát những cái bạn không đo. Bởi vì là chúng ta không đo và chúng ta không đặt mục tiêu, làm sao chúng ta biết nó tốt hay không, đúng không ạ? Giống như tôi vừa bảo các bạn ở trong product ấy, sếp ngồi hỏi là bao giờ em xong á, ngồi hứa nhăng hứa cuội một tháng nữa, đúng không ạ? Trong cái dự án outsource có làm thế không các bạn? Không, đến ngày giờ đấy là phải deliver.
không deliver toàn bộ thưởng của dự án thì cắt bao nhiêu phần trăm, đúng không? Đánh rất nặng vào tất cả những cái timeline và chi phí và cost và những chỉ số thì nó phải tuân thủ rất là chặt. Thế còn ở những bên khác người ta không đặt những con số thì người ta cũng không biết mình đang tốt hay xấu. Thì cái chỗ phần này chỉ ra là variance là như thế này. Comprehensive assessment là cái phần mà đánh giá về how good testing enough. Đó là tôi sẽ viết cho các bạn. Ở đây viết nguyên cái từ này thôi. What was the test well enough? Comprehensive. Thì là bây giờ câu hỏi nó rất là khó nên phải vừa cho các bạn nhìn cái phần thực hành mà vừa phải viết tóm tắt thì mới trả lời được. Thì nó là what was the test well enough? Tức là những cái đã test thử mà nó lại chưa đủ tốt. Cái này chính là phần này này. Chính xác ra ở cái bảng này tôi quan tâm nhiều hơn đến những cái mà đã test được. Thì bây giờ là trên cơ sở có bạn đã test, bạn phải đánh giá được nó tốt hay không. Bởi vì nếu bạn nói rằng là bao phủ test cây 100% là tốt, có đúng không ạ? Chưa chắc, nếu test cây thiếu, đúng chưa? Rồi là 1% test cây chưa chạy được nhưng lại là test cây quan trọng nhất thì sao? Thì ai biết được điều này các bạn? Chỉ có tester mới biết được, đúng không ạ? Chỉ có những người test mới biết thôi. Thì nó sẽ thể hiện như thế này các bạn. Nó cũng có thể thể hiện lại cả phần trăm, cả test case pass fail. Nhưng quan trọng nhất là nó sẽ có phần evaluation và phần phân tích. Ở phần evaluation này chỉ trả lời đơn giản là tốt hay không tốt thôi. Ví dụ các bạn sẽ thấy cái phần liên quan đến report management thì nó đang được 85% pass. Chạy 100% rồi nhưng 85% pass. Và nó đánh giá là không tốt bởi vì những cái test case liên quan đến export nó đang không đúng với template của khách hàng. Số đây không tốt. Tiếp theo ở phần phần không tốt nó là summary report. Summary report các bạn này 100% pass, 100% đã chạy được mà vẫn được đánh giá là không tốt bởi vì thiếu test case cho cái phần kiểm tra dữ liệu được lấy từ khác về. Đúng là test case không thể hiện được, đúng không ạ? Bởi vì thiết kế test case thiếu nên là 100% cũng không nói được gì. Và 98% test cây đã chạy được, 90% test cây đã pass nhưng vẫn được đánh giá là không tốt bởi một số cây rất quan trọng lại đang không chạy được. Mà chỉ các bạn mới biết là quan trọng, đúng không ạ? Vì trong 100 test cây tôi có biết đâu là quan trọng hay không? Bạn test các bạn mới biết. Đấy thì nên cái phần này chúng ta phải phân tích để chỉ cho người ta thấy chứ chúng ta chỉ ra được mỗi con số pass fail người ta không nhìn thấy gì cả. Tài liệu chúng ta đâu. Tiếp là summary of result thì cái này chỉ là báo cáo về defect thôi. Defect report thôi. Thì như cái báo cáo này của bạn này thì đủ rồi. Toàn bộ cái report defect ở dưới này 3 4 cái anh này là ok về defect, đúng không ạ? Thì không có vấn đề gì, thường thường thì các bạn hay có cái này. Và nhưng các bạn thiếu phần evaluation. Summary of result. Thì đây là phần defect report. Nhưng mà chúng ta thiếu cái mục này evaluation. Phần này chính là phần analysis và risk đó. Về risk open defect và issue. Tất cả những cái phân tích về risk, automation, về issue, cái mà chúng ta đang gặp phải nên nó phải nghiêm trọng và ảnh hưởng đến dự án thì chúng ta nên đưa ra. Thì cái phần này các bạn hầu như không có. Nó sẽ thể hiện như thế này. Đây.
Những cái mà chúng ta đánh giá ở trên có thể nhắc lại xuống dưới này, và những cái nhận định mới, những cái rích mới chúng ta có thể đưa vào đây. Ví dụ như phần này là mới này, data crawler thì không lấy được username thông qua API của Redmine, là đây là một cái phần lỗi rất nghiêm trọng, vì username là cái thông tin chung của các hệ thống, nhưng bây giờ nó chỉ cho ID thôi, mà ID để là gì, hệ thống nó tự sinh ra, đúng chưa các ạ? Thì nó không thể nào thực hiện được cái hệ thống này nếu như không có user. Tất cả các tính năng của nó đều bị ảnh hưởng bởi cái này và không thể làm việc được. Đúng chưa? Nghiêm trọng. Tiếp theo là gì? Cái dữ liệu bị miss, bị thiếu khi mà Internet nó chậm. Đây là một issue của dự án chưa có solution. Test phát hiện ra lỗi này. Và phát hiện ra cái issue này khá là lớn. Còn cái này lặp lại lúc nãy này. Export template chưa đúng theo yêu cầu của khách hàng. Khách hàng mất nhiều thời gian để có một cái full template. Thì các bạn liệt kê những cái vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái deliver này này, làm cho cái deliver này phải xin thêm thời gian. Mục đích viết báo cáo là phải trình bày ra cái gì đấy, để mình muốn xin cái gì thì mình phải trình bày hướng về cái đấy, đúng không ạ? Ví dụ mình muốn rằng là deliver được rồi, tốt rồi, thì thôi mình không liệt kê những điểm xấu nữa. Nhưng nếu mình thấy rằng không, cần phải xin thêm thời gian, thì phải làm sao? Báo cáo về những cái nghiêm trọng nhất để họ nhìn thấy vấn đề là cần phải kéo dài thời gian hoặc phải tăng hỗ trợ thêm. Còn cuối cùng là phần gì? Summary of activity. Thì thằng này sẽ là những cái vấn đề chính liên quan đến tiền, người và thời gian. Đó. Lát về chuyện viết, nhưng nó chủ yếu trông như thế này. Nó gần giống bảng variant nhưng mà nó lại khác một chút. Đây, nó chủ yếu tập trung vào thời gian, vào chi phí, phạm vi và effort. Ví dụ như start date, end date. Đó, thời điểm plan và actual để cho chúng ta biết vì sao mà nó bị trễ. Và nếu mà thêm vào đây nữa là release date nữa thì tôi sẽ biết được là nó có kịp ngày release hay không nữa. Yeah. Effort đang bị tăng này, sử dụng rất là tăng này. Và phạm vi công việc cũng bị tăng lên, thêm năng về CR nữa. Thì đấy là có phần về activity. Trông nó gần giống như là metric nhưng mà nó lại chỉ tập trung vào cái phần liên quan đến thời gian, chi phí và con người thôi. Người ta gọi là summary of activity. Chúng ta summary về pupil time, cost. Trên variant là tất cả các chỉ số theo dõi dự án, và dưới này thì tập trung vào con người. Và để xin tôi hiểu rõ cái này để chúng ta trả lời những câu hỏi khó về report ạ. Trong đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần metric được sử dụng rất là nhiều đây. Thì chúng ta có 3 loại metric mà được thu thập trong suốt và cuối cùng của mỗi test level. Nó có 3 loại metric sau. Thông thường có 3 metric sau. Metric được thu thập trong suốt nhé, đến tận cuối mỗi test level thì 3 cái này. Một là tính đầy đủ của objective. Objective tức là bây giờ cần phải đo được cái objective của mình ấy, về scope, time, cost, đúng không? Đấy là objective của cả đội dự án mình đấy, cả quality nữa, quality, cost, time, cost, chi phí so với plan, thì các bạn đấy là được objective của các bạn hoàn thành dự án đúng hạn đấy, với thời gian, chi phí cho phép, tính đầy đủ của gì? Best approach. Test approach là cái chiến lược mà các bạn đưa ra. Thì như cái báo cáo kia chưa đủ. Nãy chúng ta thấy nó còn có random trên môi trường nào đó các bạn? Bạn nhớ cái chiến lược của chúng ta không? Đấy nhá. Nguyên cái câu này này. Nếu như có chỉ số cho tôi rằng là thiết bị test bao nhiêu phần trăm ấy, đúng không? Đấy là approach tôi đưa ra, thì đến lúc báo cáo chúng ta phải làm sao? Đo xem là các thiết bị đấy test cây đã làm sao?
bao nhiêu phần trăm rồi. Trong báo cáo kia là mới chỉ là lỗi tập trung ở trên cái trình duyệt nào đúng không ạ, môi trường nào, chứ còn chưa có cái test đây các bạn chạy đang cần cho các thiết bị và các trình duyệt khác chưa ạ. Thì cái này người ta gọi là tính đầy đủ của approach. Bạn đưa ra chiến lược thì bạn phải đo nó, nếu không biết đâu bạn này làm sao quên mất một thiết bị nào đấy thì sao. Cái approach này chúng ta sẽ có, và cuối cùng là sẽ là năng suất của test, test effectiveness, năng suất của đợt test. Nãy tôi cũng có một cái bài cái năng suất đây này, bốn cái chỉ số dưới này là năng suất được các bạn. Năng suất viết test cây của chúng ta là 126 test cây trên ngày, mà plan của chúng ta chỉ 100. Năng suất chạy test là 48.11 test cây, trong khi plan mình là 50. Hiệu quả của tìm lỗi này trên ngày hoặc trên test cây thì đấy là độ đo về năng suất đúng không ạ, năng suất trên ngày. Thì đây là mấy cái độ đo về metric. Còn lại thì hoạt động control. Chắc phải cố nhắc qua cho các bạn rồi, hôm tới lại phải nhắc lại. Chấm 2 là test control. Chúng ta nhớ control là gì nhỉ? Đưa ra các hành động điều chỉnh đúng không, corrective action. Corrective action đúng chưa? Đưa ra các hành động corrective action để mà điều chỉnh. Thì chúng ta có 4 cái corrective action sau. Điển hình. 4 cái điển hình là sau này. 1 là make decision. Là đưa ra quyết định gì nữa? Delay lại dự án. Re-priority, sắp xếp thứ tự ưu tiên. Bây giờ các bạn nhớ là mình trước mình cứ chạy theo test cây, bây giờ không kịp nữa là làm sao, là cứ tính năng nào quan trọng thì chạy trước, còn những cái nào không quan trọng thì thôi để lại. Người ta sắp xếp ưu tiên. Change schedule, và cuối cùng set an exit criteria, entry criterion. Perfect. Tức là xét cái tiêu chí đầu vào cho các cái lỗi được sửa. Thông thường các ông lập trình ông ấy hay đóng một loạt lỗi ạ, đóng gạch hoặc là nhìn cái bài lỗi của mình tương tự giống nhau ấy. Thế là cứ thêm cáo buộc. Bây giờ muốn giảm bớt công việc cho mình mà đang gấp này rồi thì phải đưa ra tiêu chí. Muốn đóng một lỗi thì chỉ rõ tác cốt chỗ nào đúng không ạ, phân tích cốt và cốt bị ảnh hưởng ở đâu, những cái tiêu chí đấy để hạn chế bớt cái việc họ đóng vào rồi mình mất công mình đi test. Thì đấy là bốn cái hành động điển hình của control. Thôi tôi nghĩ các bạn phải làm bài tập rồi, tôi mà chạy lướt qua lát lướt những cái gì mà nó dạng xong rồi nó lại bỏ lại, trong lúc mệt nó rất dễ có thể vứt bài. Và các bạn quay ra làm giúp tôi cái bài tập của chúng ta, quay về chúng ta chữa xong cái chương 5 đấy đã. Chapter 5 đi các bạn, cứ ngồi đây cho nó mát mẻ đúng không, nắng lắm, ra ngoài nắng. Làm chapter 5 đi rồi chúng ta sẽ chữa nó đã, nó dài và bình thường nó phải ngắt làm hai phần.